hai cây dừa búa dao biết luôn. khi nào mà bà mới giải thoát được. Ừ. Thôi không ổn rồi. Có khi ừ, sao ba cái tay vậy? Đâu. Đâu ba cái. Bốn cái tay luôn. Bà quá. Cái cầm cái kềm búa lúng như kìa. Đây trời, hai bốn cái tay lận. Bốn cái tay. Tôi nay bà này có tới bốn tay không? Ai đâu biết được. Cả nhà thấy không? Thấy. Bốn tay. Nhưng mà mấy cái chân không biết. Nếu mà bốn chân là hai người. Tụi ơi mũi chứ. Tay thôi. Rồi chắc khó quá. Bây giờ nếu mà các người bên trong con chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Săn Ma Vlog cả nhà ơi. Glabrod và kênh Săn Ma TV. Con chào cả nhà cả nhà. Cũng vậy, cãi mình đắng nào cũng vậy thôi. Nhưng mà phải chào chỗ nào cái chính sách lấy không? Chào cả nhà. Con chào cả nhà. Cả nhà thì hôm nay hai cô cháu con trở lại cái nhà mà nơi có hai người phụ nữ chuyên bắt trẻ con. Nói chung là trước đây thì hai cô cháu con đến nhiều lần rồi. Thì cũng giúp được một cái vong một người đàn bà, cái bà già áo đen không? Thì còn một cái người bà phụ nữ áo xanh. Xanh mà ở lại. Nhưng mà tại thời gian lâu quá thì hai cô cháu con chưa trở lại. Thì hôm nay thì trở lại xem để coi là giúp luôn cái bà kia. Nhưng mà do thời gian quá lâu thì tụi con cũng không biết là cái bà này còn ở đây hay không. Thì để coi như thế nào đã, vào trong mới biết được nha. Cả nhà thì cũng khoảng được một thời gian khá lâu rồi. Là con nhóm lầm chắc cũng được cả tháng rồi, hai cậu cháu cũng... Cái thở xài nhiều lắm. Ừ, thôi, mua xài á. Bây giờ không còn trái nào nữa. Cái nhà thì đến đó thì thật sự hai bà này bà cũng rất là dữ. Thì hai chúng con đến thì nói chung là dữ cỡ nào dữ. Quan trọng chúng ta, cái tâm chúng ta, mình có lòng thành thì mình... Bây giờ trong nhà quá đồ nghề rồi. Thì... trong nhà đồ nghề lắm, quéo, lưỡi hái rồi lắm chứ á. Thì khi mà mình có lòng thành đó cả nhà thì mình thuyết phục cho họ lâu dần á, thì họ mới cảm thông được, họ mới gọi là mình cảm hóa được họ, thì lúc đó họ mới chịu nghe mình. Không có cái chuyện mà tự nhiên ở đâu lạ quắc lạ quơ là bắt người ta theo nọ chắc cũng là rất là khó. Thì giúp bà già đi thì con nhớ không lầm là khi mà bà lão này bà đi á thì cái bà còn lại bà rất là buồn, như là bà khóc, hình như là có thể như là nghe được là bà khóc. Thì cả nhà biết rồi, giống như hai người đi. Thì có thể họ ở thời gian cùng nhau có thể là đã quen rồi. Bây giờ bà này đi, bà này ở lại thì có vẻ như giống như là... liên tiếc với nhau hoặc là nó có sự nó buồn gì đó. Và bà này thì thời gian lâu rồi tụi con trở lại thì không biết còn đây hay không. Hoặc là buồn bã đi nơi khác luôn cũng không chừng. Mình cái đó mình không... Đó là, mình suy nghĩ gì thôi chứ mình không biết làm sao. Thì hai cậu cháu mong rằng là hôm nay thì nếu mà trở lại mà... bây giờ mà có duyên với bà, mong rằng là bà khi mà bà một mình đó cả nhà, thời gian lâu rồi bà sẽ suy nghĩ lại những cái điều mà bà đã trải qua, cũng như là những gì mà hai cậu cháu con đã nói để cho bà hiểu đó. Nhưng mà con nghĩ là thời gian lâu vậy rồi thì con không biết là như thế nào, nhưng mà con nghĩ sẽ có điều, mong rằng là sẽ có điều tốt. Thì hy vọng là khi bà cái bà đen kéo đi á, cái bảo đen á, thì có thể thời gian vừa qua thì cái bà này á thì lại có suy nghĩ giống như là sẽ hiểu được, giống như là cái người này đã đi trước rồi, họ đã thành công rồi, thì giống như là bà này cũng sẽ thấu hiểu được mình cũng phải nên chọn con đường đó. Và hôm nay hy vọng trở lại thì cậu cháu con sẽ gặp được bà và sẽ giúp bà một cách dễ dàng nhất. Thì nói chung đi đâu cũng vậy, tụi con cũng cái tâm cũng đến để mà muốn giúp đỡ cho họ càng nhanh càng tốt. Nhưng mà tùy một điều là họ như thế nào đã, họ có giữ hay không thì chúng ta mới có cái phương tiện cũng như là cái cách để giúp đỡ từ từ. Còn đơn không đến thì chúng ta lạ thì tất nhiên họ phải làm giữ rồi, ai cũng vậy thôi. Bây giờ nhà tôi mà ông lão quắc lầu ở dưới đây tôi quýnh ông làm kêu đi nữa chứ, là nhà đây tôi ở mà còn kêu đi nữa. Còn đuổi tôi ra khỏi nhà đâu sao được, phải không? Cái gì cũng phải vậy. Nếu như đền bù với thằng mà tôi thỏa đáng. Thôi cả nhà thì hai cậu cháu cũng mời cả nhà cùng theo chân hai cậu cháu để trở lại nơi đây để xem cái nơi đây á, hiện tại như thế nào và có điều gì thay đổi hay không. Đi thôi cả nhà. Vậy cả nhà đi cùng tụi con nha. Nhà ơi, tụi con sẽ đi vào đến ngôi nhà nghe. Ê, ghé cái chỗ cái mặt người này có còn không? Còn chứ. Ê, cái xài mặt gốc luôn kìa. Vô vòng. Ủa mà cái xài phải nằm đây không? Ai biết đâu không nhớ nữa. Ủa cái xài phải nằm đây bà. Ủa vậy cây xài từ đâu đến? Bây giờ nó phải nằm đây đâu. Đó vậy mày ơi.
chứ đâu ra. Nếu nằm đó phải có cái lỗ chứ. Nó bật mà, lỗ gì? Thì bật cũng phải có cái lỗ chóc lên chứ. Để bằng gan luôn á. Không biết nữa cả nhà nè. Nè, mặt lại nguyên được. Ờ, cái mặt vẫn còn. Mặt gần ông tóc dài, râu dài luôn. Nhìn mặt ghê quá, mày gian tao. Mày gian hơn chút. Nhìn cả nhà. Bữa nay con nói cả nhà, có nhiều điều tạo quá sinh ra một cái điều mà mình không thể tưởng tượng được. Mình không thể nào mà mình nghĩ là tự nhiên mà lại xuất hiện được một cái hình hài. Tại sao dụ như cái vậy? Bị nước hay đỏ nó cũng tương tự đang trên đang dậy xuống đi. À, mà tại sao phải sinh ra một cái hình tròn đó rồi xuống đây kìa. Giống như mắt mũi đầy đủ chứ mới đồ ngộ. Mày đụng vô mày chà cho cả nhà xem. Đó sao chà nổi. Nó đen tại mũi. Mà nhìn kỹ rồi, chân mày và chân giữa mặt nó có một cái chấm giống như là cái điểm như Phật hay là cái giống, dạng giống như mấy ông mà giống như bên Ấn Độ có con chấm như phụ nữ á. Giống như Phật hay là gì đó vậy. Mình thấy là tụi con nhiều khi không hiểu được. Thôi đi vô nhà đi. Đi. Cái gì? Trời. Rầm rầm. Lâu lắm rồi không đến không biết sao. Đi chậm. Cái gì? Gì? Nhánh xài rớt xuống. Như nhánh cây. Ủa? Có gì không? Cái nhà bị phải đại cửa hả? Ừ. Ơi. Tao thấy rồi. Ủa bông bông nào vậy? Ai biết, mày nhắm thôi. Mày nhắm qua nhắm qua. Nam mô Di Phật. Cô ơi. Ủa. Nam hay nữ mà cô nhìn không ra. Tao nhìn thấy giống như nữ á. Cho hỏi cô nam hay nữ ạ? À? Vong linh là nam hay nữ và từ đâu đến đây? Ủa sao bà già ở đâu rồi? Bây giờ bà già có đi rồi. Không biết nữa. Cái gì cái gì trời? Cái gì? Cái gì? Tiêu rồi. Ây da. Ây da. Mũi hả? Chín vàng. Không biết bên trong nhà bây giờ sao rồi nữa ta. Thì ok. Nó trong xanh luôn. Lấm nắp đầy lại đi tú. Trong nhà đồ đạc lắm chứ. Ừ. Giờ coi có gì thay đổi không? Có rồi. Không vậy? Tôi lùi ra cái tức quỷ. Không thấy được cái gì hết trơn á. Bye đây. Ê. Trời cái gì? Cầm cái cây gì? Không biết nữa. Nam mô Phật cô ơi. À, cho tôi hỏi là cô từ đâu đến đây ạ? À? Không phải bà già đó, bà già đó hình như tóc cục hơn phải không? Cô gái gì tóc ngược ngược nè. Ừ. Cô tên tuổi là gì? À, cho chúng tôi biết được không? Cô có lẽ từ nơi khác đây mới đến đây đúng không? Bà lão ở nơi đây còn hay không vậy cô? Hôm trước ở đây có một bà lão mà không biết là cô đến đây rồi. Tiêu chảy. Hai cái gì?
Có gì không? Không. Kìa kìa kìa, nước kìa, nước kìa. Ê, nước ba mới ngưng, ba đang ngưng trò chuyện cho dễ. Hoài luôn á. Kìa, ê, khóc vậy. Tôi gọng ra nha. Năm môi phải. Ê, giống một đứa bé gái hơn á. Nghe giọng giống một đứa bé gái hơn á. Chắc vậy. Tao đâu nghe rõ đâu mà gần tao. Gì chật. Đồ đạc mà này cũng còn nguyên trắng nè. Đồ cũng còn yên nguyên nè. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Có rồi sao? Không. Nhà này mình không biết lâu gì. Ui. Ê, ở trên này nó có cái gì nè? Gì? Qua đây nè. Gì? Có gì? Nè cái này nè, không biết cái gì nè. Giống như cái áo vậy á. Mà đó giờ đâu có. Cái gì? Ây da. Dữ lắm. Nam Mô A Di Phật thì thở lên đây. Thì trước đây thì cậu cháu tôi đã đến đây cũng một số lần rồi. Thì ở trước đây thì có hai bà già ở đây. Thì cậu cháu tôi đã giúp đỡ cho một bà, trong hai bà đi. Thì còn một bà ở lại, thì hôm nay trở lại thì chủ yếu để đến để gặp được bà và giúp đỡ cho bà. Thì em biết cơ duyên nào bà không còn ở đây nữa và gặp được cái cô bé này. Thì cô bé nếu mà... Em mở mở cửa được không? Mở được không? Mở được thì mở đi. Cái cửa này nó bị phá nhưng mà bị ai cắt rồi. Thì đó vậy, nó vậy mà. Nó vậy mà. Ừ. Nên không? Thử đi. Mình đâu có lấy gì đâu trời. Có mấy cửa sách. Nãy vô có thấy dư lắm luôn. Gì đó? Vô. Sao nhà này chim nó vô đây ỉa nhóc vậy nè. Sao mà vô được hay vậy? À, cái cây đó tới nay vẫn còn nữa kìa. Cái béo mọc mọc lên đó. Này cả nhà. Thấy được. Ê, cái gì? Để mày cầm máy. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cầu những vong linh, những quan hồn ẩn khuất trên mảnh đất hiện tiền. Thì rất là lâu rồi hai cậu cháu không có đến đây. Trước đây thì hai cậu cháu biết ở nơi đây có một bà lão. Thì khi mà giúp một cái vong linh kia đi rồi á, thì có hứa hẹn á, nếu mà sau này á, thì tụi con sẽ trở ở đây để giúp đỡ vong linh còn lại. Nhưng mà cũng khá là lâu rồi, con không biết ở đây Vân Linh còn ở đây hay không. Thì hôm nay ấy, được cái cơ duyên con trở lại nơi đây. Thì con cũng rất mong đất đai thủ thần nhân trạch ở đây cũng tạo điều kiện cho hai cậu cháu. Tiếng gì? Tiếng khóc. Để tạo điều kiện cho hai cậu cháu giúp đỡ cho những Vân Linh vong hồn ở đây sớm ngày được siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu? Đó, lắm. Đâu, ba quá. Bây giờ bà ơi, tôi nghe cái giọng cô gái bé, cô bé này khóc. Nếu mà bà còn trên mảnh đất này á, thì bà hãy cho hai cậu cháu con biết đi, để cậu cháu con có thể giúp đỡ cho bà.
Gốc gọng cho thấy là... Chứ giờ lâu rồi tụi con không đến đây, con không biết bà còn ở đây hay không nữa. Con cũng muốn giúp đỡ nhưng mà sợ nhiều khi bà không còn nơi đây nữa, hoặc là bà đi đâu rồi. Nếu mà bà còn ở đây, bà nghe những gì tiếng ghen đó thì bà xuất hiện ra đi. Ê kìa kìa, em nói kìa. Ở trong cái thùng. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, cô gái ơi. Này, cô từ đâu đến đây vậy? Hôm nay hữu duyên gặp được chúng tôi rồi đó. Là đó là cái điều tốt đó, cô đừng lo sợ. Nếu mà... Nếu mà có duyên á, thì hãy để cho chúng tôi giúp đỡ với tôi đến ôi, đây á. Thì... Sao má tôi bật... tự bật cái đèn lên luôn rồi. Là cái đèn camera, cái đèn lắp. Là cậy sáng sáng xíu. Không thấy đèn lắp đi được đâu. Mũi quá mũi. Cái vong này từ đâu đến lạ quắc lạ quơ. Mà giống như là một bé gái hay cô gái gì đó. Gì? Không biết gì. Cái gì? Đến gì? Xem. Nó? Ừ. Mà nhìn thấy gì chứ? Cái này cái gì ta? Cái ống nước gì? Ừ, ống nước. Thì đọc bao nhiêu lần nói mình lên đây cũng không... Bây giờ đến đây thì không thấy bà. Quan trọng tội nghiệp bà. Mà có con cô gái. Mà bây giờ... Mà sợ bà buồn đi nơi khác rồi. Thì kiếm bà kia mắc cỡ khi nào bà lại... Ừ. Đi không còn ai ở đây rồi. Thành ra bà cũng đi nơi khác, không ở đây nữa. Gì lật xẹt lại xẹt quá. Ây da da. Gì vậy? Gì? Buông máy đi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Không, cái sọt nó bay lên đầu ghê chứ. Thôi đi ra ngoài đốt nhang cái cửa này thử coi. Đi. Coi bả có ra, thường là mình đốt nhang cửa là bả ra. Ừ. Trời, tắt hết trơn luôn rồi. Tắt hết rồi. Dạ. Nó mua gì Phật? Cái gì trống vậy? Trời. Có gì đâu. Nãy cô gái trống khi mà mình ấy thì quay qua nhìn không thấy nữa. Ừ. Nó mua gì Phật thì cô ơi. Cô gái đến đây nè, thấy không? Cô bé không? Không. Cô anh thấy bên đây nè, thấy nè. Cô bé gái nè. Đâu? Đứng cái thùng á. À, thấy rồi, thấy. Ở trong này. Ủa sao bà này, cô gái này giống như cái bà kia được đó vậy? Bà nào? Cái bà già được đó, không đứng trong thùng nhớ không? Bà già áo đen á. Ừ. Đi ra tự trong thùng ra vậy đó. Nhưng mà, một cái đi rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Rồi sao giờ nè? Cô ơi. Không nói được lời nào chưa? Đâu vậy? Bây giờ các người ở đây có ai cần cái sự giúp đỡ hoặc là còn cái thắc mắc nào mà chưa đi thoát á? Ừ. Cái len. Cái len luôn. Cái len. Cái gì cái đầu mày á. Cắp nhang rồi. Nam mô A Di Đà Phật cô ơi. Tôi biết cô bà gì đó ở trong đó. Có nghe hai con cháu tôi thỉnh cầu hay không? Thì những lần tôi đến đây có nắp đóng tôi luôn rồi. Bà thì chúng tôi cũng biết rằng á là nơi đây có một bà lão. Và bà cũng có ước vọng là được siêu sanh.
về với cái cõi khác. Nhưng mà vì cái nghiệp lực mà bà chưa chịu đi, thì tụi tôi có hứa hẹn rằng sau này nếu mà được thì hai cậu cháu sẽ trở lại giúp đỡ. Nhưng mà hôm nay trở lại đây okay, thì okay. Cầm cái da bứt kìa. Ở đâu? Đó là cái thùng đó. Cái này giống khác nữa rồi. Ừ, mà giống khác nữa. Xong giống nào dưới đây cầm dao múa rồi ngồi chứ. Sợ sợ cái mảnh đất này. Mảnh đất này sợ như cái quán khí nó cao quá. Ừ. Hoặc là có thể là... Ừ quên, coi chừng ai đem đến đây. Ai đem đây? Ai đem mấy cái vòng đến đây. Thì đây hai cậu cháu có thắp hương. Thì mong rằng nếu mà Phong Linh có hiểu được và nghe được những gì chúng tôi nói, thì hãy đến đây và trò chuyện với chúng tôi. Để hai cậu cháu mong rằng là có thể đó, đến để giúp đỡ được Phong Linh. Cảm thấy không? Không biết cảm thấy không, chắc không quá. Chờ phức kết nè. Có chừng mấy mày thấy mấy tao không? Tại mấy tao nằm trong hơn mấy mày nữa. Ừ. Mấy mặt lát hoài luôn. Kệ đi, giờ này có thấy đường đâu. Tự nhiên cái máy bị gì cái đó lật lát hoài luôn. Mày sao vậy? Trong á. Nghe thùm lăng lăng qua lại kìa. Hứa lành luôn thì kìa. Tự nhiên cái con mới nữa. Bà nói bà lão ở đây thì ông lúc chứ mình khuyên thấy được được rồi đó. Ừ. Và sau đó bà... Mình giúp cái bà kia đi. Không, không bà lão quá hành bà này. Phải không? À, biết được đâu. Chứ để đi, dù như có vong khách đến cũng vong nhiều vong, hoặc là một hai vong. Hai vong. Nó tiêu quả lắm. Nó tiêu quả mà thật loại một cái cô gái này. Hay qua là bà quá là gì, bà để cho mình không nhận diện ra. Mình không biết được. Cô ơi, nếu mà cô á, chính là bà lão chính, thì cô hãy bước ở đây, tại vì chúng tôi đã đến nhiều lần rồi. Cũng đó, cô cũng thể ra biết cậu cháu chúng tôi rồi. Thì người bạn của cô cũng như cái bà áo đen, thì chúng tôi đã đưa đi chùa rồi. Chùa cầm cái dao rồi. Tôi nghĩ bả quá. Thật sự bả. Kìa kìa đó đó. Để tao nhìn vô một cái. Ôi đó. Không biết làm sao luôn. Tự nhiên bây giờ gặp cái dòng mới này, bắt đầu giống như mình lại tiếp tục lại từ đầu. Hành trình mới nữa. Ừ. Hành trình đầu tiên nữa là. Và thành ra nó khó nè. Mà cái người trẻ, một người nữ trẻ. Ừ. Mà tôi nghĩ chắc bà của nữ này chắc là cái của bà già đó. Chắc là một quá. Ừ, mà tôi sợ bà quá là vậy, bà để cho mình không nhận diện ra đó. Bút vào nữa gan được hình trước không? Mày. Ừ, gan không? Tuy là họ thay đổi được hình diện của họ nhưng mà cái cách của họ làm những điều họ làm ra cũng giống vậy à? Ừ. Có nghĩa là cái tính chẳng đi vậy. Ừ. Tao lo quá. Với thêm vào phải sao? Tự nhiên mình đến đây giống như là mình đến chỗ mới luôn. Ừ. Cái người mới mà mình... Nếu mà bà thì bà đừng có nên vậy. Thì nếu mà có điều gì mà khuẩn khúc nữa thì tỏ bài hết đi. Hôm nay chúng con giúp cho bà đi về cái nơi khác, bà chịu không? Rút dao. Đâu bây giờ mày hãy ra mở cửa vô thử. À. Môi với Đạo Phật. Ừ. Không cho vô. Cái gì? Một cái dao. Dao yếm. Giờ tự nhiên cái trở lại đây mà giờ cảm giác không an toàn chút nào. Mới làm đấy. Lỡ đến quen rồi giết rồi thấy bình thường. Ừ. Rồi lâu quá mình trở lại hồi hộp.
Mày suy nghĩ sao? Biết sao? Tiếp tục không? Bà ơi, nếu mà bà nghe tụi con nói á, con khuyên bà một lần nữa, chân thành nữa, tận đáy lòng của tụi con. Vậy giờ nói bà một lời, nếu bà ra thì mình tiếp tục, còn nếu bà không ra thôi. Ừ. Bà làm hiền lắm dữ đi. Bà làm hiền lắm dữ đi. Bà về dưới cõi Phật, bà tu tập để cho Phật siêu độ bà sớm được giải thoát. Tại bà biết rồi, bà làm bà ở nơi đây á, khổ lắm. Khổ lắm chứ không có gì tốt đâu. Dạ, giờ búa vô dao luôn kìa. Chứ nếu mà bà gắt vơ bất quẩn về vài á thì không có nên đâu. Hai cây giờ búa vô dao luôn. Biết khi nào mà bà mới giải thoát được. Thôi không ổn luôn. Có khi... Ừ sao tao ba cái tay vậy? Đâu. Đâu ba cái. Bốn cái tay luôn. Không phải một. Không phải bả đâu. Mà nhiều má ơi. Không phải bả đâu. Ừ, có hai bông khác. Thôi dội luôn. Chắc không xong rồi. Lạ quá, giờ nó khó. Ừ. Tự nhiên đến đây hôm nay hai cô cháu cứ đinh ninh trong bụng là giúp được bà kia. Sẽ giúp bà kia, làm cho bà kia với đứa đi nếu mà được. Mà nay vô mất tiêu bà kia. Nãy cũng nghĩ là bà kia bảo quá. Kìa, cầm cái búa lúng như kìa. Đây trời, hai bốn cái tay lận. Bốn cái tay. Trời ơi, bà này có tới bốn tay xong. Ai đâu biết được. Cả nhà thấy không? Thấy. Bốn tay. Nhưng mà mấy chân, mấy cái chân không biết. Nếu mà bốn chân là hai người. Trời ơi, mũi chứ. Tay thôi. Rồi chắc khó quá. Bây giờ nếu mà các người bên trong cần sự giúp đỡ của cậu cháu tôi á, thì hãy ra bên ngoài đây để chúng tôi giúp đỡ. Còn bằng không thì chúng tôi sẽ rời đi. Thì sẽ không có ai giúp đỡ cái người đâu nghe. Chúng tôi không có ý gì xấu xa đâu. Tôi mang đến đây lòng thành. Thế cách của họ là biết là họ không muốn tìm nói chuyện mình. Thì đó. Họ chỉ cầm búa cầm dao ra thôi. Khi đến giao tiếp là bắt đầu họ rút vô. Không muốn nghe. Đó. Trời ơi. Trời. Tiêu nó mất tiêu cái lưng này. Xíu nó mất tiêu cái tim mày. Xíu nó mất tiêu cái tim. Thôi chắc không. Cái ớt trời. Cái gì? Đây luôn, hai tay luôn. Cái tay, cái len nữa. Thôi giờ vậy đi. Rồi tới hai. Nó khó quá. Hai vòng à. Vậy cả nhà chắc hai. Từ hai vòng nó lên chứ mất đâu. Hai vòng nó lên. Tại vì hai góc này xa nhau, hai tay dài dữ gì. Ừ. Mà hai tay dài cũng dữ lắm mà nghe. Hai thước á. Ừ. Thôi. Tôi có dài, chứ tôi còn ghe luôn quá. Ổn quá. Tại vì nói chung nó mới mẻ quá. Phải mình đinh rồi đó mà. Ừ. Bây giờ cái tự nhiên nó hơi bất ngờ. Thôi vậy, chắc lại tụi con cũng xin lui. Có gì sẽ trở lại lần sau cái nhà coi thế nào đã. Từ từ tính toán đã. Ghê quá. Cảm ơn cả nhà. Đi.